Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất hân hạnh được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Chúng ta sẽ cùng nhau học môn toán. Bài tách gộp số tiết 2. Ở bài này chúng ta sẽ ôn luyện củng cố những phần kiến thức đã học của tiết 1. Trước khi bắt đầu bài học, các em hãy cùng nhau chuẩn bị cho cô sách giáo khoa toán. Các em hãy mở ra trang 30. Một cây bút chì và một cục gôm. Các em đã sẵn sàng chưa? Trước khi vào bài học mới, chúng ta sẽ cùng nhau khởi động một chút để cho người khỏe hơn nhé. Cô và các em cùng nhau tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên là tấm cám. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, đó là giúp đức vua cứu cô tấm thoát khỏi sự độc ác của mẹ con nhà cám. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với thử thách đầu tiên. Thử thách đầu tiên. Cô tắm bị biến thành chim vàng anh. Yêu cầu của thử thách đầu tiên đó là tìm hình vẽ phù hợp. Chúng ta hãy cùng quan sát sơ đồ ở phía bên tay trái và các hình vẽ ở phía bên tay phải. Nhiệm vụ của các em là nối sơ đồ với hình vẽ phù hợp. Các em có thể nhìn lên màn hình hoặc chúng ta có thể xem trong sách của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đọc sơ đồ 1. Bạn nào giỏi, các em hãy đọc cho ba mẹ cùng nghe. Bây giờ, hãy kiểm tra xem các em đã đọc đúng chưa nào. Đầu tiên, 4 gồm 3 và 1. 4 gồm 1 và 3. Còn gì nữa? Gộp 3 và 1 được 4. Gộp 1 và 3 được 4. Các em thật là giỏi quá. Từ những cách đọc trên, các em đã tìm được hình ảnh để nối với sơ đồ chưa? Hãy nhanh tay nối vào bài tập nhé. Bây giờ, các em có thể bấm tạm dừng để hoàn thành bài tập. Bây giờ, chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nào. Ở hình đầu tiên, cô có một cái bát màu. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án nhé. Sơ đồ đầu tiên chúng ta vừa mới đọc sẽ nối với, chính xác, đây là hình cái muỗng, còn gọi là cái thìa đó các em. Ở hình này
Chúng ta có một cái muỗng màu cam và ba cái muỗng màu xanh. Thì các em sẽ nối với sơ đồ 4 gồm 3 và 1. Chính xác rồi nhé. Ở sơ đồ tiếp theo, 5 gồm 2 và 3. Hoặc chúng ta có thể đọc 5 gồm 3 và 2. Các em đã nhận thấy được hình nào để nối với sơ đồ chưa? Đúng rồi, đó là hình 5 chiếc ly, cũng có thể gọi là 5 chiếc cốc, gồm có 3 chiếc ly màu vàng và 2 chiếc ly màu tím. Chúng ta nối với sơ đồ này rất chính xác. Ở sơ đồ cuối cùng, 4 gồm 2 và 2, chúng ta sẽ nối với hình còn lại. Đó là hình 4 cái chén, còn gọi là 4 cái bát. Trong đó có 2 cái chén màu xanh và 2 cái chén màu hồng. Qua bài tập này, cô nhận thấy các em rất là tinh mắt và đọc nối sơ đồ rất đúng vào các hình vẽ. Cô có lời khen các em. Chúc mừng các em đã giúp đức vua giải cứu cô Tấm khỏi hình dáng chim vàng anh. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đến với thử thách. Cô Tấm bị biến thành cây xoan đào. Chúng ta cùng giúp đức vua giải cứu cô Tấm nhé. Ở thử thách lần này, yêu cầu chúng ta làm theo mẫu. Bây giờ các em nghe cô hướng dẫn mẫu. Các em hãy nhìn xem cô có mấy thẻ chấm tròn. Đúng rồi, cô có hai thẻ. Mỗi thẻ có mấy chấm tròn? À, mỗi thẻ có một chấm tròn. Cô có sơ đồ tách gộp. Ta viết số 1 vào hai hình tròn màu xanh. Vậy cô có tất cả mấy chấm tròn? Đúng rồi, cô có tất cả hai chấm tròn. Chúng ta sẽ viết số 2 vào vòng tròn màu đỏ. Các em cùng đọc lại theo cô. Gộp 1 và 1 được 2. Đúng rồi, chúng ta nhắc lại một lần nữa. Gộp 1 và 1 được 2. Các em rất giỏi. Và đây là thử thách mà các em cần phải vượt qua. Sau khi được cô hướng dẫn bài mẫu, các em hãy cùng nhau làm bài ra nháp theo cách cô đã hướng dẫn. Bây giờ các em hãy bấm dừng video và cùng thực hiện. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem đáp án đã đúng chưa nhé. Ở hình đầu tiên, cô có hai chấm tròn và một chấm tròn. Trong sơ đồ chúng ta cũng viết 2 và 1. Gộp 2 và 1, chúng ta có 3. Hình tiếp theo, chúng ta nhìn thấy 3 chấm tròn và một chấm tròn. Ở sơ đồ được viết số 1 trước, số 3 sau. Đọc là gộp 1 và 3 được 4. Có thể đọc gộp 3 và 1 được 4. Các em đã theo kịp chưa? Chúng ta cùng nhau tiếp tục nhé. Ở hình tiếp theo, chúng ta có hai chấm tròn và hai chấm tròn. Chúng ta sẽ điền số 2 và số 2 vào hình tròn màu đen. Chúng ta có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, chúng ta có tất cả 4 chấm tròn. Các em hãy cùng đọc sơ đồ với cô. Gộp 2 và 2 được 4. Rất là đúng nha. Ở hình phía dưới, cô có 4 chấm tròn
chúng ta có số 4. Cô có một cái chấm tròn, chúng ta có số 1. Cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Đúng rồi, cô có tất cả 5 chấm tròn. Chúng ta cùng đọc sơ đồ. Gộp 4 và 1 được 5. Hay chúng ta có thể đổi vị trí. Khi mà làm bài, các con có thể viết số 1 trước, số 4 sau nếu như hai dấu chấm hỏi này được để trống. Chúng ta có thể đọc gộp 1 và 4 được 5. Tương tự với bài tiếp theo. Cô có 3 chấm tròn và 2 chấm tròn. Cô có tất cả 5 chấm tròn. Các con cũng có thể đổi vị trí hai số với nhau. Chúng ta cùng đọc gộp 2 và 3 được 5. Hay gộp 3 và 2 được 5. Qua bài tập này, chúng ta đã biết cách gộp số rất là nhanh và đúng. Trải qua thử thách vừa rồi, các con đã giúp Đức Vua giải cứu cô Tấm khỏi hình dáng cây xoan đào. Chúng ta cùng đến với thử thách tiếp theo. Cô Tấm bị biến thành quả thị. Ở thử thách này, các em sẽ có nhiệm vụ nói theo tranh. Hãy nói cho cô biết tranh vẽ gì? Đúng rồi, tranh vẽ gà trống và gà mái. Làm cách nào để phân biệt gà trống và gà mái khác nhau ở điểm nào? Các bạn hãy nói cho ba mẹ mình cùng nghe. À đúng rồi, gà trống có chiếc mào màu đỏ rất là to ở trên đầu nè. Cái cổ gà trống dài và lông đuôi, lông trên người gà trống rất là nhiều màu, sặc sỡ và đẹp. Các con hãy cho cô biết trong hình có mấy chú gà trống và mấy cô gà mái? À, trong hình có một chú gà trống và hai cô gà mái. Rất là đúng. Bây giờ chúng ta hãy tập nói theo tranh. Cô có một con gà trống và hai con gà mái. Có tất cả ba con gà. Các con hãy lặp lại theo cô. Có một con gà trống và hai con gà mái. Có tất cả ba con gà. Chúng ta có sơ đồ gộp 1 và 2 được 3. Các con có thể nói lại theo cách khác. Có hai con gà mái và một con gà trống. Có tất cả ba con gà. Gộp 2 và 1 được 3. Rất là đúng. Các con giỏi quá. Câu chuyện thứ hai chúng ta có thể kể cho ba mẹ cùng nghe đó là về số gà có tất cả. Các con hãy cùng đọc theo cô. Có tất cả ba con gà. Gồm một gà trống và hai con gà mái. Cô có sơ đồ. Ba gồm một và hai. Hay còn đọc cách khác là có tất cả ba con gà gồm hai con gà mái và một con gà trống. Chúng ta cũng có sơ đồ ba gồm hai và một. Ở nhà chúng ta hãy tập nói câu chuyện này cho ba mẹ mình cùng nghe. Ai đồng ý với cô thì chúng ta đã vượt qua được thử thách để giải cứu cô Tấm rồi đấy. Đức vua đã giải cứu cô Tấm khỏi quả thị. Và hai người đã gặp được nhau. Chúc mừng các con đã giúp cô Tấm và Đức vua gặp nhau. Cô Tấm đã trải qua rất là nhiều khó khăn và gian khổ, cuối cùng cũng gặp được Đức vua.
và hai người đã sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Tiết học hôm nay cô nhận thấy các con theo dõi bài rất là tốt, cô có lời khen ngợi các con và chúc các con chăm ngoan học tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.